Khả năng đặc biệt của ba lá bài thần trong Yu-Gi-Oh! Phần 2. Tiếp nối về ba lá bài thần trong Yu-Gi-Oh! Chúng ta sẽ nói về thần rồng của bầu trời, Osiris. Khi được triệu hồi, sức tấn công của thần rồng phụ thuộc vào số lá bài trên tay của người chơi nhân với 1000. Nghe còn yếu hơn cả Obelisk phải không? Nhưng cứ bình tĩnh đã. Khi được triệu hồi, Osiris sẽ làm giảm đi 2000 điểm tấn công của quái thú đối phương có sức tấn công từ 2000 trở lên. Còn nếu quái thú đó dưới 2000 điểm tấn công thì chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức khắc. Hơn nữa, khác với Obelisk, Osiris hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khả năng đặc biệt từ quái thú, những lá bài phép hay những lá bài cạm bẫy, ít nhất là trực tiếp. Tuy nhiên, nhược điểm của Osiris chúng ta cũng có thể thấy rõ là nó chỉ có thể có tối đa 6000 điểm tấn công. Chưa kể hầu hết mỗi lượt chơi, người chơi không thể có đủ cả 6 lá bài trên tay. Vì vậy, để sử dụng Osiris hiệu quả, đòi hỏi người chơi phải có chiến thuật chơi cực kỳ thông minh.